Thưa quý vị và các bạn, như vậy trong mùa đông thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ ấm được cơ thể, giữ ấm ở đầu, ở tay, ở chân. Và đặc biệt là đối với các em nhỏ thì càng cần thiết giữ ấm cho cơ thể, vì nếu mà chúng ta chỉ cần nhiễm lạnh một chút thôi thì chúng ta sẽ cảm cúm ngay lập tức. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên bổ sung một số các cái dưỡng chất để giúp cho cơ thể có sức đề kháng, ví dụ như là vitamin. Và vitamin thì có rất là nhiều trong các rau củ quả cũng như là các cái trái cây thiên nhiên. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên bổ sung một số các vitamin như là vitamin C này, có trong các cái chế phẩm mà đang được chiết xuất sẵn thì hiện nay cũng rất là dễ dàng tìm trong các nhà thuốc. Nhưng mà thưa bác sĩ có thể cho biết là chúng ta nên bổ sung vitamin C như thế nào? Có phải loại sản phẩm vitamin C nào trên thị trường cũng giống nhau hay không? Và chúng ta nên bổ sung theo cách nào thì hiệu quả nhất? Vitamin C thì là một cái vi chất mà rất là quan trọng và rất là cần thiết. Nó tham gia vào rất nhiều những cái cơ chế ở trong cơ thể. Và khi thiếu vitamin C thì nó sẽ dẫn đến những cái rối loạn ở trong cơ thể. Ví dụ như là khi thiếu vitamin C thì nó sẽ làm giảm hấp thu sắt, và sắt thì là một trong những yếu tố mà để sản sinh ra máu. Rồi thiếu vitamin C thì nó sẽ làm giảm cái sức đề kháng. Vitamin C là một yếu tố mà để tham gia vào tái tạo, xây dựng những cái mô liên kết. Cho nên là nếu thiếu vitamin C thì nó có ảnh hưởng đến cái thành mạch, cho nên bệnh nhân dễ bị chảy máu cam rồi chảy máu chân răng. Đặc biệt là ở những người mà thiếu vitamin C mà lại bị mắc cái bệnh mà có biểu hiện xuất huyết, tức là chảy máu ấy, thì cái tình trạng xuất huyết của bệnh nhân nó nặng nề hơn. Theo thầy được biết thì cái nhược điểm của vitamin C á là gây kích ứng dạ dày, và đặc biệt là khi dùng đến liều cao là 1000 mg. Nhưng mà trong cái sản phẩm Natsi thì lại có cả loại muối và axit, thì liệu là cái sản phẩm này thì có gây kích ứng dạ dày hay không, và chúng ta nên uống vitamin C như thế nào để hạn chế cái việc là gây kích ứng dạ dày? Khi mà mình dùng ấy, thì nó cũng có những cái tác dụng không mong muốn. Ví dụ như là uống vitamin C thì bệnh nhân rất hay bị kích ứng dạ dày, tức là cảm thấy khó chịu rồi thấy cồn cào. Chính vì lý do như vậy cho nên là khi mà mình bổ sung vitamin C là cần thiết mà mình dùng, thì mình phải dùng ở cái thời điểm đấy là bệnh nhân phải sau khi ăn, thì nó sẽ làm giảm cái tác dụng phụ uống của vitamin C. Bên cạnh đấy thì trên thị trường thì có rất nhiều cái loại vitamin C, và với cái thành phần thì các nhà sản xuất bao giờ cũng cố gắng để làm thế nào khi mà người bệnh uống vào, tức là người ta uống vitamin C vào thì nó sẽ giảm làm tăng cái khả năng mà hấp thụ vitamin C, giữ vitamin C lâu hơn ở trong máu, và đặc biệt là làm giảm tối đa cái tác dụng phụ rồi những cái phiền phức của thuốc gây đến cho người bệnh. Dạ vâng, và một điều nữa thì anh mong muốn bác sĩ chia sẻ, đó là bác sĩ có thể cho lời khuyên để cho các khán giả của chương trình có thể giúp là bảo vệ sức khỏe cũng như là tăng cường sức đề kháng trong mùa đông lạnh giá. Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông lạnh giá thì một cái thông điệp đầu tiên đưa đến, không bao giờ trong cái tư tưởng của mình là phải chủ quan, đúng không ạ? Vì mình chỉ cần bị lạnh một cái là lúc đấy cơ thể nó suy giảm, và tất cả những cái con vi khuẩn virus nó cộng sinh ở trong người mình, nó sẽ phát triển và nó gây bệnh. Và mặc dù là chỉ là những cái bệnh thông thường nhiễm trùng, ví dụ viêm mũi họng, nhưng mà nếu mà để lâu dài thì cũng bắt buộc là phải có những cái điều trị, cũng như là cũng làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày. Cho nên một cái thông điệp đưa ra đấy là phải phòng tránh những cái bệnh mà nhiễm trùng đường hô hấp mùa đông. Đấy là phải giữ ấm, rồi sinh hoạt, ăn uống điều độ, bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng. Và đặc biệt nữa là đối với cả những đối tượng nguy cơ thì phải có tư vấn của bác sĩ, tuân thủ cái điều trị và bổ sung dùng thêm các loại vaccine.